tôi, một chàng trai bình thường, à mà không, hơi bất thường một chút về khoảng bạn trai. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được một thằng tự tin như tôi lại có một ngày như thế. Ngày tôi dính tiếng sét ái tình ngay từ trong điện thoại. Cũng là ngày sự tự tin ngày nào chợt tan biến. Alo, chị tới đâu rồi? Em đói bụng quá. Sắp tới rồi, đợi xíu nha. Ừ, chị tới nhanh nha. Mỗi ngày chị phải đứng xa xa để selfie lén. Để lặng lẽ ngắm nhìn hàng đêm. Người ta yêu là nhìn nhau, còn tôi yêu lạ lắm. Yêu mà gặp là phải quay lưng. Chính xác, yêu là quay lưng. Quay lưng riết cũng quen. Ôi trời, đến mức chẳng để ý có hiểm họa gì đang rình rập. Thì sao chứ, miễn tôi thấy nàng mỗi ngày là được rồi. Đời cứ trôi cho đến ngày định mệnh gọi tôi. Nhưng lại để người tôi thương bắt máy. Đúng là trong cái xuôi nó có cái rủi mà. Tàn chứng vật chứng đã có đủ. Nè, ai cho chuồn? Phen này chắc tiêu rồi. Ai cho chụp nguyên bộ sưu tập vậy? Tôi nè. Bộ mấy người tính không bao giờ nhìn thẳng mặt tôi hả? Người gì đâu mà nhát thế sợ. Tới nhìn mặt cũng không dám là sao? Thích mà cũng không dám hé môi. Bộ sợ tụi ăn thịt đi sao á? Người ta có lòng tốt mời ăn chung mà cũng không thèm để ý. Thích con chó của tôi hơn tôi luôn chứ gì. Đời ai biết trước được chữ ngờ. Đâu có ai ngờ tên cướp năm ấy lại là người hùng của đời tôi. Và cũng đâu ai ngờ người hùng năm ấy lại là bà xã của tôi. Có một điều chắc ông cũng không thể ngờ. Tên cướp năm ấy là bạn thân của tôi. Cái gì? Vivo smartphone.